mà mới thả. Ủa cô lúc nhận báo cáo anh em nhá. Báo em đen thứ hai trong buổi sáng em nhá, báo cho cần thủ hoán. Ui ôi to thế. Vào phát thì có đầu người phải thả ngay. Ừ, có thật đấy, nha. Yeah. Con đi phải 12. 12 hơn đi. Cho cái tráng ấy, sao đâu mà cái gì. Cá già vàng ươm đen luôn đấy, má vàng nhỉ. Có phải cân không? Đi về vẫn hơn hai đại chết. Ui, ui. Không không để nhấc cái đó. Ui giời, báo cá cho cần thủ hoán thành công nhé. Em đen thứ hai cá bắt đầu đi ăn rồi. Cá và đi ăn như ăn cướp. Thời tiết hôm nay thì quá ok rồi. Cố lên nhận báo cá anh em nhá. Báo em đen thứ tư trong buổi sáng anh em nhá. Hôm qua bọn Vĩ ngồi đấy. Vĩ chiều qua viên rồi. Mưa đấy, câu ở đâu chạy ra. Xả, xả ổ xong rồi chạy hết mà. Ông này lì hết rồi. Mưa xét như thế ông ngồi đánh. Mắc vào vợt. Đài cũng hai điện thoại. Cắt rồi à? Rồi cho lên lên. Dựng vào rồi.
này là chính quyền thôi. Cái này mới biết đúng không? Anh bảo đây. Có lúc nhận báo cáo anh em nhá, em đen thứ ba nhá. Thời tiết đẹp long lanh, long lanh, lấp la lúc lanh. Úi dồi, đừng bạo lực thế anh ạ, cứ từ từ. Ôi cá nào vào. Mấy bác bạo lực thế. Cá nhà em nó hiền lành thế mà các bác bạo lực thật đấy. Anh Trinh tay to. Úi dồi. Đang báo cá gọi nhiều thế. Ăn sâu rồi anh. Nó có vào họng rồi anh. Ui dồi, tút trong rồi. Ui dồi, thế thì xiên hẳn qua thế thì. Nó ra đây thì có ảnh hưởng gì không? Vì nó xiên ở mùm dưới mà. Ui dồi, con này nặng thế này. Ui dồi, nặng thế này. Vâng. Còn cứ nhận báo cái em nhá. Báo cho em đen thứ 5 trong buổi sáng. Em đen thứ 5 trong ca sáng anh em nhá. Bốn hai huyền thoại. Anh Tuấn ở vô thời. Ui, tỏ thế nhỉ. Ui giời, cứ đấy. Dã man. Thank you.
cho Tuấn ở Vô Thời anh em nhé. Còn nào cho đẹp. Mặt anh em mình có mụn nhưng nó không mụn đâu. Đúng anh Tuấn? Nhẹ. Đúng không? Dòng con cá thở phi vò. Rồi anh cầm vợt em ạ. Xích lên, xích đứng cho vợt lên. Buông tay. Đây, bấm lại đi, cái cầm em vợt rồi. Hãy subscribe.